Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, một gia đình Công Giáo đạo hạnh giáo phận Vinh, có 6 người con theo đuổi ơn gọi tu trì sống đời thánh hiến. Một gia đình Công Giáo đạo hạnh tại giáo xứ Bột Đà, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh. Ông bà cụ Phaolô Phạm Đình Tạo và Maria Trần Thị Thưởng có 9 người con, 5 trai và 4 gái. Hai người con gái và một người con trai đã lập gia đình, 6 người con theo đuổi ơn gọi tu trì, sống đời thánh hiến. Thật là một gia đình đại phúc, được hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ nơi gia đình. Sau đây là thông tin về những người con trong gia đình ông bà cố đã bước theo ơn gọi của Chúa. Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng sinh năm 1969, mất năm 2012, là người anh cả. Chịu chức linh mục ngày 15 tháng 8 năm 1997. Giáo sư trường Đại Chủng Viện, đặc trách sinh viên giáo phận Vinh, trưởng ban giới trẻ giáo phận Quảng Hạt, quản xứ Cầu Rằm, Yên Trại, xã Đoài, Thuận Nghĩa. Ngài ra đi cách đột ngột do cơn bão bệnh ngày 29 tháng 5 năm 2012, hưởng dương 43 tuổi, 15 năm linh mục. Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng là một mục tử nhiệt thành, một người thầy thông thái, một người bạn gần gũi của giới trẻ, một nhân cách mạnh mẽ đầy khí phách Vinh, cho công lý và hòa bình. Linh mục Giuse Phạm Đình Trị sinh ngày 2 tháng 8 năm 1977, chịu chức linh mục ngày 14 tháng 11 năm 2016, hiện tại quản xứ Tân Lập, giáo phận Vinh. Sơ Teresa Phạm Thị Khoa tức Huệ Trang sinh ngày 8 tháng 3 năm 1979. Khấn trọn ngày 23 tháng 8 năm 2010 tại dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Tân Xuân Phan Rang, giáo phận Nha Trang. Thầy Gioan Bautista Phạm Đình Đề sinh ngày 1 tháng 8 năm 1985, khấn trọn ngày 24 tháng 8 năm 2019 tại Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu, tốt nghiệp thần học, hiện đang phục vụ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Sơ Teresa Phạm Thị Danh sinh ngày 12 tháng 12 năm 1987, khấn trọn 20 tháng 9 năm 2014 tại dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, hiện tại đang phục vụ cộng đoàn ở 42 Tú Xương, Tổng giáo phận Sài Gòn. Tân linh mục Giuse Phạm Đình Phụng sinh ngày 9 tháng 8 năm 1991, là người con út của gia đình, chịu chức linh mục 18 tháng 9 năm 2022 tại tu viện Phanxicô Thủ Đức. Thánh lễ tạ ơn hôm 27 tháng 9 tại giáo xứ Bột Đà là một bài ca tạ ơn trời, tạ ơn người, tạ ơn tất cả, như khẩu hiệu mà tân chức đã chọn cho đời thánh hiến của mình. Lạy Thiên Chúa của con và tất cả của con,